chào anh chị và các bạn Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với chương trình chia sẻ và bình luận của Thắng ơi Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay Thắng ơi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái chủ đề mà hiện nay đang khá là nóng trên thị trường Đó chính là cái thông tư 22 Đây là một trong những cái thông tư mà rất nhiều các cái cơ quan báo chí cũng như là những cái trang báo trên mạng Hiện nay đang đưa ra những cái bình luận gọi là trái chiều về cái thông tin này trên trang Cà Phê Len thì có đưa ra một bài viết liên quan tới việc là đưa ra cái tựa đề là ngân hàng nhà nước đã tung một cái cú sút trời giáng vào ngân hàng và thị trường bất động sản thì liệu có phải ngân hàng nhà nước đã thực sự tung một cú sút trời giáng vào uh, ngân hàng và um, thị trường bất động sản hay không thì chúng ta sẽ cùng với Thắng ơi bình luận trong video ngày hôm nay thưa anh chị và các bạn thì nhiều anh chị và các bạn gần đây thì có một vài cái lời chia sẻ lời khuyên với Thắng ơi là chỉ nên uh, bình luận và chia sẻ những cái vấn đề về vĩ mô ở à về vi mô thôi tức là những vấn đề cụ thể chi tiết những việc liên quan tới đất đai ở khu vực này khu vực kia hoặc là liên quan tới chứng khoán cổ phiếu của doanh nghiệp này doanh nghiệp khác mà đừng nên nói về vi mô bởi vì phải là chuyên gia phải là những người có những cái gọi là trình độ nhất định mới nên bình luận và chia sẻ về những vấn đề đó và có vậy thì mới có đủ cái khả năng để nhận nhận xét và đánh giá về một cái chủ đề nào đó liên quan tới uh, bị, gọi là vĩ mô Tuy vậy thì Thắng thì lại nghĩ như thế này Ở cái góc nhìn của một cá nhân, đây chỉ là cái cảm nhận riêng của Thắng ơi Và muốn chia sẻ với anh chị và các bạn dưới cái góc nhìn, góc hiểu của một nhà đầu tư cá nhân Gửi tới anh chị và các bạn về một cái thông tin vĩ mô mà đang tồn tại trên thị trường Nó có tác động tới những cái vấn đề kinh doanh của anh chị và các bạn và chúng ta hãy coi những cái chia sẻ của Thắng là một cái nguồn thông tin để anh chị và các bạn tham khảo hoặc là có thể dùng để so sánh với những cái cách hiểu của anh chị và các bạn hiện nay. Từ đó chúng ta tìm ra được cái bản chất của cái sự việc và đưa ra cái quyết định đầu tư phù hợp. Đó là mong muốn của Thắng khi mà xây dựng và làm việc với những cái thông tin bí mô hơn thế nữa thì theo thắng thì với những cái kinh nghiệm đã tham gia đầu tư thị trường tài chính nói riêng và các kênh đầu tư khác nói chung thì cái câu chuyện gọi là vi mô thì nó chỉ ảnh hưởng tới một khu vực một phân khúc và hay là một cái sản phẩm cụ thể nào đó thôi nó không tạo ra được cái xu hướng cho thị trường trong ngắn hạn trung hạn và dài hạn chỉ có vĩ mô mới là cái thông tin là cái nguồn cơn tạo ra được cái xu hướng mà trong khi đó thì kênh thắng ơi là kênh về tài chính kinh doanh và đầu tư thì chúng ta cần phải làm một cái công việc mà thực sự nó là rất khó nhưng mà chúng ta vẫn phải làm để đưa ra cái kế hoạch cũng như là nhờ vào đó thì chúng ta có những cái định lượng có những cái 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 cái, cái gọi là cái cái cảm nhận và một vài cái phần mà chúng ta sử dụng để làm một cái kế hoạch cho cái việc mà cái thông tin của thị trường trả về để chúng ta định lượng lại và thay đổi kế hoạch thì cái việc vĩ mô trao đổi và chia sẻ và hiểu về vĩ mô như thế nào cho đúng thì chúng ta cũng cần phải làm nếu chúng ta hiểu chưa đúng chúng ta có thể tham khảo ở các nhà các chuyên viên khác hoặc là những người mà có cái cảm nhận về vấn đề đó khác hoặc nếu chúng ta đã cảm nhận đúng rồi thì chúng ta đưa ra một cái kế hoạch cho nó phù hợp và sẽ đem lại cái kết quả đầu tư uh, tốt và phù hợp trong thời gian sắp tới thì điểm mà trong mấy ngày gần đây chúng ta thường được nhắc tới đó chính là cái thông tư 22 với cái nội dung là siết lại các hoạt động của ngân hàng theo cái hướng an toàn hơn. Đây là một câu từ rất đúng mà ngân hàng nhà nước muốn gửi đi và phát đi cái thông điệp với các cái ngân hàng thương mại nói chung và hệ thống ngân hàng nhà nước của Việt Nam nói riêng thì thưa anh chị và các bạn thị trường bất động sản hay thị trường chứng khoán cũng là một trong những cái kênh sẽ chịu ảnh hưởng của cái thông tư này tuy vậy thì cái thông tư này có thực sự là cái vấn đề gọi là mới hay là được coi là đây là một cái vấn cái cái cái, cái chủ đề vĩ mô mà nó được coi là bất thường hay không hoặc là nó tự nhiên nó nó nó, nó phát sinh hay không thì trả lời anh chị và các bạn là đây là một trong những cái chủ đề không mới, đây là một chủ đề khá cũ và nó đã tồn tại và đã có cái dự thảo tồn tại từ nửa đầu năm 2019. Cái dự thảo này đã được gửi đi các cơ quan ngang bộ cũng như là gửi đi các ngân hàng, các cái cơ quan liên quan để tham khảo ý kiến cũng như là lấy cái ý kiến tham khảo về cái việc là điều chỉnh cái thông tư này ở một vài cái điểm quan trọng chúng ta sẽ điểm qua với anh chị và các bạn trong ít phút tới. Thứ nhất là phải nói lại là cái câu chuyện là cái thông tin về cái thông tư 22 này thì hoàn toàn không mới và nó đã được phát đi từ rất sớm, từ lâu rồi trong cái quy trình mà gọi là làm thế nào để cho cái các cái ngân hàng trong, trong hệ thống ngân kinh tế Việt Nam thì an toàn hơn thì ngân hàng nhà nước đã có cái 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 tham khảo ý kiến và đây cũng là một cái chặng đường của việc gọi là chuẩn hóa cái an toàn vốn của hệ thống ngân hàng. À, bước đầu cho cái câu chuyện gọi là chính thức à, áp dụng cái à, hệ quy chuẩn à, an toàn vốn à, 3 2 của hệ thống ngân hàng và cái điều đó thì, thì thì chính vì nó không mới nên nó cũng không phải là cái điều gì đó mà chúng ta sợ rằng là các ngân hàng sẽ chịu ảnh hưởng ngay lập tức hoặc là bị ảnh hưởng mạnh trong cái thời gian mà bắt đầu áp dụng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 tức là đến từ nay đến đó thì còn hơn một tháng nữa thì chính thức cái thông tư này sẽ đi vào áp dụng. Một vài cái điểm trong thông tư này bao gồm đó là điều chỉnh cái tỷ lệ uh, uh, sử dụng vốn ngắn hạn, tức là huy động vốn ngắn hạn cho vay dài hạn. Thì hiện nay thì chúng ta uh, trong hệ chuỗi hệ thống ngân hàng của chúng ta thì uh, trước đến nay thì chúng ta đang để một cái tỷ lệ tức là cho phép các ngân hàng được uh, À, sử dụng cái vốn ngắn hạn cho vay dài hạn ở cái mức là 45 tới 60% tùy theo từng ngân hàng. Thì hiện nay thì bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì chúng ta sẽ áp dụng ở cái mức là 40% thì cho cái việc là sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái lộ trình này sẽ được giảm dần kể từ nay đến năm 2022 thì chúng ta chỉ được phép sử dụng cái mức thấp nhất là 30% vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn thôi. Cái điểm này thì có thể trên báo chí đã đưa ra cho anh chị và các bạn về cái lộ trình cụ thể tức là từ 30 tháng 9 năm 2000 từ mùng 1 tháng 10 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2021 thì chúng ta sẽ áp dụng cái lộ trình là giảm xuống còn 37% vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn à, từ mùng 1 tháng 10 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022 thì chúng ta sẽ áp dụng là 34% và bắt đầu từ 30 tháng 9 năm 2022 thì chúng ta sẽ áp dụng là vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn thì chỉ còn được phép là 30% thôi. Đây cũng là một trong những cái quy 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 định cái quy chuẩn trong hệ quy quy gọi là hệ trong cái trong cái cái, những cái số cái quy định trong cái Basel 2 áp dụng cho hệ thống ngân hàng điều này thì nó sẽ gây ra cái vấn đề như thế nào? Thì nó sẽ gây ra một số vấn đề như sau. Với những ngân hàng nào mà trong cái giai đoạn kể từ đầu năm 2019 đến nay cái thông điệp phát đi cũng như là cái dự thảo gọi là gửi tới để tham khảo ý kiến cho hệ thống các ngân hàng về việc điều chỉnh cái vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn mà chưa đáp ứng được cái tỷ lệ này thì kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 buộc các ngân hàng phải hạ cái tỷ lệ gọi là sử dụng vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn thì anh chị và các bạn phải hiểu như thế này này nếu như diễn giải đúng nếu như hiểu đúng vấn đề thì chúng ta phải hiểu rằng là thực ra thì ngân hàng nhà nước không hề là có ý muốn làm khó các ngân hàng trong hệ thống bởi vì họ đưa ra cái dự thảo này thì từ rất lâu rồi từ những năm 2018 và đến nguyên năm 2019 thì đã vẫn đưa ra cái dự thảo và bật đèn xanh cho các cái hệ thống các cái ngân hàng trong hệ nền kinh tế là chậm chậm từ từ để thay đổi và đưa cái tỷ lệ nó về hợp lý. Khi mà qua cái thanh kiểm tra thì thấy rằng là hệ thống ngân hàng đã phần nào đó đáp ứng tương đối cái tỷ lệ 40% vốn huy động ngắn hạn cho vay chung và dài hạn thì ngân hàng nhà nước mới bắt đầu phát đi cái thông điệp ứng áp dụng cái 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 thông tư 22 à, những cái thứ mà chúng tôi nói thì có cái căn cứ cụ thể như sau trong cái giai đoạn từ đầu năm 2019 đến nay thì rõ ràng anh chị và các bạn không khó để nhận ra rất nhiều ngân hàng nâng cái tỷ lệ huy động vốn chung và dài hạn lên cao tức là cái lãi suất mà huy động vốn chung và dài hạn lên cao để thay thế và điều hướng những nhà gửi tiền tức là những người có tiền đem đi gửi gửi cái kỳ hạn dài hơn hướng cái lãi suất cao hơn mục đích của cái câu chuyện này đó là các nhà băng muốn rằng là cái phần mà gửi ngắn hạn sẽ dịch chuyển sang phần gửi dài hạn và từ đó thì đáp ứng được cái tỷ lệ gọi là an toàn vốn mà thông tư 22 này điều chỉnh, tức là chứ sử dụng 40% vốn trung vận gọi là vốn vay ngắn hạn, thì khi mà cái lượng vốn mà 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 người ta dưới ngắn hạn mà chuyển sang cái phần mà dưới dài hạn, thì rõ ràng là tự động thì nó sẽ nó sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ gọi là chạy cái dòng dòng tiền và không cần phải thu hồi cái vốn cho vay mà chúng ta vẫn đáp ứng được cái thông tư này. Thì điều này chúng ta thấy cả năm rồi nên chúng ta không khó để thấy là nó không có bất ngờ lắm đối với các ngân hàng thương mại. Và với những cái số liệu thống kê trên báo thì thực ra đây là những cái số liệu thống kê cũ và nó không còn phù hợp với cái điều kiện và cái cái tình hình thực tại tại ngày 25 tháng 12 năm 2019 nữa. Vì vậy thì rõ ràng là cái việc mà báo ngân hàng nhà nước tát một cú tát vào các hệ thống ngân hàng, điều đó thì nó chưa đủ, chưa đủ. Nó có thể đúng mà ở cái thời điểm cách đây khoảng tầm một vài quý trước nhưng đến nay thì nó không còn có ý nghĩa và có đúng nữa. Điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói tới đó chính là cái tỷ lệ gọi là cấp vốn cho bất động sản. Thì điều này thì nó cũng là nằm trong cái thông tư này và nằm trong cái dự thảo này thì việc ngân hàng nhà nước quy định rằng là chúng ta phải điều chỉnh một cái tỷ lệ trong cái thông tư 22 thì chúng ta sẽ tác động lên các ngân hàng quy định về tỷ lệ cấp vốn tín dụng so với vốn huy động Kể từ tháng mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì chúng ta điều chỉnh cái tỷ lệ tối đa là 85 phần trăm tức là ở một số ngân hàng mà trên 85 phần trăm sẽ phải điều chỉnh về 85 phần trăm còn những ngân hàng nào mà cái tỷ lệ cấp tín dụng mà đang nằm dưới 85 phần trăm thì có thể được cấp tối đa là 85 phần trăm hiện nay thì cái quy định cũ của nó thì các ngân hàng mà gọi là vốn cổ phần nhà nước á, có cái cổ phần chi phối của nhà nước á, thì đang được hướng với cái tỷ lệ là 90% à, và bây giờ thì theo cái thông tư này thì sẽ điều chỉnh thấp xuống. Thấp xuống thì nó chỉ được cho phép là cho vay khoảng tầm 85% thôi. Nhờ, tức là phải điều chỉnh thấp xuống 5%. Tuy vậy thì gần đây chúng ta thấy dụ như, như mấy ngân hàng tiêu biểu như Vietcombank, BIDV với công thương ấy thì họ lại có một số cái nguồn vốn uh, huy động được từ việc bán và phát hành cổ phần của mình cũng như là huy động trái phiếu và huy động cái nguồn vốn bổ sung cho vốn cấp 1. Do đó thì cái thông tin này thì nó sẽ cũng ít ảnh hưởng tới các cái ngân hàng gọi là ngân hàng có vốn cổ phần quốc doanh. Còn theo cái thông tư cũ á, thì các cái ngân hàng thương mại á, thì lâu nay thì phải chịu là cái việc là cấp tín dụng so với huy động là chỉ có 80% thôi. Thì nay được nâng lên 85% thì có nghĩa là các cái ngân hàng ví dụ như là cổ phần ngoại ngoài quốc doanh á, thì sẽ được hưởng lợi thêm 5% nữa thì chúng ta có thể tạm tính rằng là cái phần ngoài quốc doanh và cái phần gọi là uh, cổ phần có yếu tố nhà nước thì nó sẽ cân bằng nhau thì cái cái cái, cái điểm này thì nó cũng gần như là báo hòa và anh chị và các bạn yên tâm rằng là không hề có một cái ý của ngân hàng nhà nước nào mà liên quan đến câu chuyện đó là uh, là mẹ của cái ngân hàng mà lại muốn tát chết con của mình thì chắc chắn là không có đó là cái vấn đề thứ hai cái vấn đề thứ ba mà trong cái thông tư này điều chỉnh đó là nói về cái câu chuyện là cú sút trời giáng vào thị trường bất động sản Thực ra thì anh chị và các bạn phải hiểu thế này này à, Cách đây khoảng tầm một năm trước thì khi mà thấy thị trường bất động sản có những cái vấn đề nóng ấm à, một cách bất thường Thì ngân hàng nhà nước nói riêng và chính phủ nói chung đã có những cái phương pháp điều chỉnh và xì hơi Và thị trường bất động sản bằng việc là hạn chế cho phép được phân lô bán nền ở một số cái khu vực Đó là điều thứ nhất Thứ hai nữa là à, đã quy định về cái việc là tăng trưởng tiến dụng vào cái lĩnh vực bất động sản là đã hạn chế lại và hai cái điều này đã gần như điều phối và điều chỉnh cái thị trường bất động sản giảm bớt cái tốc độ tăng giá và nóng ấm của thị trường bất động sản nửa cuối năm 2018 và cũng là một trong những cái lý do mà khiến cho thị trường bất động sản của chúng ta thì hiện nay đang có phần phần trầm lắng thì cái việc mà điều chỉnh cái tỷ lệ kinh doanh bất động sản tức là cái hệ số rủi ro cho vay kinh doanh bất động sản từ 150 phần trăm lên 200% thì thứ nhất là nó không phải là điều mới. Thứ hai nữa thì cái 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 hệ số này thì đã được tự động điều chỉnh bằng việc là chặn cái nguồn vốn cho vay bất động sản vào thị trường. Dẫn đến câu chuyện là cái nguồn vốn của các ngân hàng dù có dư thừa có thể cho vay được cho bất động sản nhưng đã không được cho vay rồi. Nên cái hệ số an toàn vốn này thì về cơ bản nó cũng không phải là một cái gì đó mà quá bức xúc cho thị trường cho những cái cái gọi là cái phần vốn cho vay bất động sản và nó không giống như là các cái chuyên gia đời cũng như là một số cái 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 bài báo viết rằng là đây là một cái đòn đánh gọi là hạ gục thị trường bất động sản tôi có thể nói với anh chị và các bạn là mọi thứ đã có những bước đệm ngân hàng nhà nước nói riêng và chính phủ Việt Nam nói chung thì trước nay thì đã bước sang cái giai đoạn 2017-2020 thì đã có những cái sự chuẩn bị cũng giống như là cái học cái phương pháp gọi là điều tiết thị trường của cục dự trữ liên bang Mỹ phép của Mỹ bằng cái việc là chúng ta sẽ có những cái, cái 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 bước tiền chạm tức là những cái bước demo để tung ra thị trường những cái thông tin uh, công khai trước những cái thông tin và đưa ra cái dự thảo trước để chúng ta có thời gian để điều chỉnh. Do đó thì những cái thông tin này về cái thông tư 22 thì gần như là không thực sự là ảnh hưởng quá nhiều. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì khi chúng ta những cái thứ chúng tôi vừa phân tích cộng với cái câu chuyện đó là chúng ta thấy được rằng là không phải vô lý mà ngân hàng Việt công Băng có thể gọi là hạ cái tỷ lệ lãi suất cho vay cho tất cả các khoản vay uh, uh, giảm 0,5% cho 320 000 tỷ và hơn thế nữa thì ngân hàng nhà nước lại còn cho phép uh, tức là thay đổi cái lãi suất huy động cái lãi suất huy động của toàn hệ thống ngân hàng xuống 0,5% thì điều này nó sẽ cho cho ra những cái tín hiệu như sau thứ nhất là cái việc mà lãi vay cái lãi vay á thì có thể là sẽ chưa giảm ngay nhưng mà cái lãi huy động ngắn hạn á thì chắc chắn là giảm ngay là bởi vì cái thông tư này nó điều chỉnh cái vốn ngắn hạn và cái việc vốn ngắn hạn mà bị điều chỉnh bị điều chỉnh đồng nghĩa với câu chuyện là cái nhu cầu huy động vốn ngắn hạn của các ngân hàng không cần nữa không cần nhiều nữa bởi vì là có huy động vào nhiều đi chăng nữa thì cũng không thể không thể sử dụng để cho vay chung và dài hạn được mà các khoản vay của các doanh nghiệp thì thường là vay chung và dài hạn còn vay ngắn hạn thì rất là ít Do đó thì các ngân hàng được ngân hàng nhà nước hỗ trợ hà hơi cho cái việc là quy định cái trần lãi suất để hạ cái lãi suất huy động xuống, hạ lãi suất huy động xuống thì lãi suất cho vay tạm thời chưa hạ thì cái biên giữa lãi suất cho vay và huy động được dài, dài ra thì trong cái điều kiện trong cái khoảng thời gian ngắn từ 1 đến 2 quý thì các ngân hàng được hưởng lợi ở cái biên lợi nhuận này. Đó là thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa chúng ta phải hiểu thứ này này. Khi mà không có nhu cầu nhiều về huy động ngắn hạn thì các ngân hàng được cái câu chuyện đó là rất là được đó là cái dòng vốn mà 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 gọi là vốn vay ngắn cái vốn mà ngắn hạn á thì hoàn toàn có thể dự, sử dụng để cho vay ngắn hạn với lãi suất thấp bởi vì cái lãi suất huy động ngắn hạn chỉ có 5% thôi thì lãi suất cho vay ngắn hạn thì nó sẽ thấp xuống. Đó là điều thứ hai mà những người mà cho vay gọi là muốn nhu cầu vay để gọi là xoay vòng vốn uh, kinh doanh cuối năm hoặc là có nhu cầu vay ngắn hạn để đầu tư kinh doanh gì đấy thì thường là sẽ có khuynh hướng được hưởng lợi trong cái điều kiện này một điểm nữa mà chúng tôi muốn trao đổi với anh chị và các bạn là thị trường chứng khoán thì ngay lập tức chịu cái sự tác động được cho rằng là tác động của thông tư 22 thực tế thì ở một video trước đó chúng tôi đã phân tích với anh chị và các bạn là chủ yếu nó liên quan đến quy luật cung cầu ngắn hạn của thị trường liên quan đến cái thương vụ bán cái cổ phần của Hanneken cho gọi là một cái cái quỹ đầu tư nào đó tại Việt Nam và với cái lượng bán là chính thức bán trên thị trường là 6 triệu nhưng chúng tôi dự đoán, dự đoán là Heineken đang nắm giữ 20 triệu Sabico thì sẽ bán hết. Thì toàn bộ cái khối lượng mà Sabico mà Heineken đang nắm thì nó nằm 4.800 tỷ thì có một cái quỹ nào đó mua lại và cái quỹ đó họ chưa kịp thu xếp vốn để mua lại cái thương vụ này nên họ tạm thời gọi là thanh lý cái các cái khoản đầu tư của họ trên thị trường mà những cái khoản đầu tư dễ bán nhất đó là Vinamilk, Họ Phát và một số cái doanh nghiệp mà có cái khối lượng giao dịch lớn ở trên thị trường dẫn đến câu chuyện cái nguồn cung hạ cổ phiếu bất thường đấy ở thị trường. Bất thường đấy ở thị trường mà cái lượng tiền mà cái Hankam thu về thì họ không quay trở lại đầu tư chứng khoán. Do đó thì cái nguồn cầu bất thường trong một cái khoảng thời gian ngắn dẫn đến cái nhu cầu tức là à cái, cái, cái xin lỗi anh chị và các bạn, cái lượng cung hàng để bán ra để lấy tiền mua uh, Sabeco trong cái khoảng thời gian ngắn thì thì là tăng lên đột biến nhưng mà cái nhu cầu thì không tăng uh, đột biến dẫn đến câu chuyện là thị trường bị tạp trở lại và hiện nay thị trường chứng khoán thì đang trả về cái vùng cân bằng là MA 200 hay được gọi là MA 50 tuần thì nó sẽ là cái điểm hỗ trợ cho anh chị và các bạn nếu đang đầu tư chứng khoán thì yên tâm thì tất cả những cái sẻ chia những cái chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay về cái việc là liệu có thực sự là ngân hàng nhà nước gọi là tung một cú sút trời dáng vào hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản hay không thì xin được gửi tới anh chị và các bạn Mong rằng nó đem lại cái hữu ích cho anh chị em và các bạn Nếu như những cái gọi là thông tin, những cái chủ đề của chúng tôi Anh chị và các bạn cảm thấy hữu ích cũng như là đồng quan điểm với Thắng Thì xin để lại like, share Và nếu như chưa sử dụng nón Thắng ơi TV Tức là sử dụng những cái nón này Thì anh chị và các bạn có thể đăng ký đặt nón Thắng ơi TV Hoặc là gọi cho số điện thoại là 0988 277 685 Để đặt nón này ủng hộ Thắng ơi và cùng sẽ chia cái cảm nhận của anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới đường link chúng tôi sẽ để lại trên màn hình cho anh chị và các bạn để anh chị và các bạn có thể đặt nón hoặc là gọi điện đặt nón xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn